365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày 120. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Nào, thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Lời Thánh Ambrosio. Cánh cửa của chúng ta là đức tin. Nếu bạn muốn nâng cánh cửa đức tin của mình lên, thì Vua Vinh Quang sẽ đến với bạn. Học với Chúa Giê-xu. Chuyện kể về một người được Chúa Giê-xu thương mến tên là Lazaro, bị đau nặng và vừa qua đời. Hai người chị của Lazaro đã nhờ người báo tin cho Chúa Giê-xu. Chúa đã đến nhà Lazaro và với cảm xúc thổn thức trong lòng và xao xuyến, Chúa cất tiếng hỏi: các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Chúa Giê-xu nghe xong thì liền khóc và không nói lời nào cả. Ngài đi tới ngôi mộ nơi Lazaro đang nằm. Đứng trước hang mộ, Chúa Giê-xu lên tiếng: đem phiến đá này đi. Nếu bạn có mặt trong đám đông, thấy cách thức, hành động và nghe lời Chúa nói mạnh mẽ như vậy, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chúa Giê-xu là ai đối với bạn? Bạn có thấu hiểu được điều Chúa Giê-xu đang ra lệnh là lấy phiến đá đang che mộ đi không? Hơn nữa, Lazaro đã nằm trong mộ 4 ngày rồi. Thân xác đang rã ra và nặng mùi. Bạn sẽ phản ứng thế nào trước lời Chúa truyền? Còn cô Marta là chị người chết thì nói ngay: thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Trước thái độ của cô Marta, Chúa Giê-xu có chào thua không? Hay Ngài tiếp tục giữ ý định của Ngài? Nào, thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Chúa đã nói lời quả quyết để đánh thức niềm tin của Marta. Niềm tin vào Chúa là sự sống lại, và là sự sống, niềm tin vào Chúa là đấng có thể ban phát sự sống. Ai đã chết sẽ được sống, và ai sống thì không bao giờ phải chết. Lời của Chúa Giê-xu cũng đánh thức niềm tin của bạn và của tôi, đặc biệt khi ta rơi vào trong thử thách và khổ đau. Dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, niềm tin như cánh cửa được mở rộng cho Chúa là Vua Vinh Quang bước vào. Như Thánh Ambrosio nói: khi có Chúa hiện diện, ta không chỉ có Chúa là điểm tựa vững chắc, mà chính Ngài hoạt động để vinh quang của Ngài và tình yêu của Ngài tỏ lộ nơi ta. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con tin tưởng Chúa. Xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn mở rộng cánh cửa đức tin để Chúa bước vào, để tình yêu
và vinh quang của Chúa tỏ hiện trong chính cuộc sống của chúng con. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy tốt lành, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Ambrosio, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Mời bạn nhớ lại và làm sống động lại một trải nghiệm đức tin mà trong đó Chúa đã tỏ lộ tình yêu của Chúa dành cho bạn và vinh quang của Chúa. Kinh nghiệm đó là gì vậy? Xảy ra và diễn tiến như thế nào? Ở đâu và có ai hiện diện? Bạn đã tin tưởng vào Chúa ra sao? Và được Chúa đáp lời, đưa tay nâng đỡ và cứu vớt bạn như thế nào? Khi sống động lại kinh nghiệm đức tin này, bạn tạ ơn Chúa thật nhiều. Nếu bạn cảm thấy có thể chia sẻ kinh nghiệm đức tin này với ai được, thì bạn hãy làm. Trái cơm ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời quyền thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông chồng chất giữa đời bao tranh. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tin lại tin yêu. Chờ lúc con được rào sáng ra diệt những lời mời hạnh phúc xây bằng kho lẫm. Ôi cơn mê cao sang say xưa bên xa hoa làm sao cứu linh hồn. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau răng kín đôi ngài ngùng từ chối neo đường thấp giá. Ôi cơn mê buông xuôi cầu xin vâng phôi phai còn đâu hướng về
đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu.